Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Dư luận Mỹ chia rẽ về màn tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris. Ông Trump ám chỉ không muốn tham gia tranh luận lần hai với bà Harris. Hoài nghi tiêm kích F-16 Ukraine xuất kích bắn hạ Su-30SM của Nga ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau màn tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hôm 10 tháng 9, dư luận Mỹ đã có nhiều quan điểm trái chiều Điều này khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới càng trở nên khó đoán định. Gặp nhau lần đầu tiên trên sân khấu ở Philadelphia, cả hai ứng cử viên tổng thống đã đề cập đến các điểm nóng bao gồm lạm phát, phá thai, nhập cư và chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, cuộc tranh luận không đề cập đến các chính sách cụ thể. Những người ủng hộ phó tổng thống Harris đã có những đánh giá lạc quan trước màn thể hiện tích cực của bà. Họ cho rằng bà Harris đã làm tốt trong việc duy trì phong thái điềm tĩnh và tập trung vào các vấn đề xã hội quan trọng. Đồng thời, nhận định rằng bà có thể đã chiếm ưu thế trong mắt cử tri trung lập và các nhóm cử tri nữ. Trong khi đó, những đồng minh và người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhận định ông đã làm rất tốt trong việc kết nối với các cử tri cơ bản của mình. Phong cách tranh luận quyết liệt có thể giúp ông củng cố sự ủng hộ từ những người đã có thiện cảm với các chính sách của ông, đặc biệt là về kinh tế và an ninh quốc gia, hai lĩnh vực mà ông có thể thu hút được sự chú ý của nhiều cử tri. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng Hòa thừa nhận ông Trump có thể rơi vào thế khó khăn hơn. Các ý kiến trung lập cho rằng cuộc tranh luận này thiếu đi những ý tưởng mới và mang tính đối đầu nhiều hơn là mang lại các giải pháp thực tế. Cả hai ứng viên đều bị chỉ trích vì không thể hiện sự nhún nhường hoặc cố gắng tạo ra không khí hòa giải trong một bối cảnh chính trị đầy chia rẽ. Khảo sát của trang dự đoán thị trường Predicted cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Trump sau cuộc tranh luận giảm từ 52% xuống còn 47% tỷ lệ thành công của bà Harris tăng từ 53% lên 55%. Đánh giá về màn tranh luận, ông David Perez, giáo sư khoa học chính trị trường Đại học Villanova cho biết, kết quả màn tranh luận này không có tác động lớn đến kết quả bầu cử cuối cùng. Nhìn chung, dư luận nước Mỹ sau màn tranh luận đầu tiên giữa bà Kamala Harris và ông Trump vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cử tri ủng hộ hai đảng và cuộc tranh luận dường như chưa đủ sức thay đổi đáng kể xu hướng ủng hộ của cả hai phe và vẫn làm sâu sắc hơn sự khó đoán định cho cuộc bầu cử sắp tới. Tự tin vào kết quả cuộc tranh luận, chiến dịch của bà Harris ngay lập tức thách thức ông Trump tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Cuộc tranh luận lần hai đặc biệt quan trọng đối với bà Harris. Sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn 1/4 số cử tri tiềm năng cho biết họ cảm thấy chưa hiểu rõ về bà. Theo tờ New York Times, phát biểu với phóng viên tại phòng họp báo sau trận tranh luận đầu tiên với ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Harris hôm 10 tháng 9 và trên đài Fox News vào sáng hôm sau, ông Trump nói rằng mình không chắc có muốn tham gia cuộc tranh luận thứ hai hay không. Ông Trump nói, tôi không biết liệu tôi có muốn tham gia một cuộc tranh luận khác hay không. Ông Trump nói thêm rằng việc bà Harris muốn một cuộc tranh luận nữa vì bà cảm thấy đã thua cuộc trong ngày 10 tháng 9. Trước đây trong quá trình đàm phán tổ chức cuộc tranh luận vào hôm thứ ba do đài ABC tổ chức, cựu tổng thống Trump đã đặc biệt kêu gọi một cuộc tranh luận trên Fox News, thậm chí có thời điểm ông còn muốn cuộc tranh luận này thay thế cuộc tranh luận của đài ABC với cáo buộc đài ABC thiên vị. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 9, ông Trump tỏ ý do dự tham gia một cuộc tranh luận thứ hai, ngay cả khi Fox News là bên đứng ra tổ chức. Ngoài đề xuất một cuộc tranh luận vào tháng 10 của đài Fox News, hai chiến dịch tranh cử của hai ứng viên cũng đang cân nhắc về một đề xuất tranh luận khác do đài NBC tổ chức trong tháng 9. Cho đến hiện tại chỉ duy nhất một cuộc tranh luận được xác nhận diễn ra trong tháng 10 là giữa hai ứng viên tranh cử phó tổng thống, thống đốc bang Minnesota Tim Walz và thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance. Cuộc tranh luận sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 10. Trước đó vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, bà Harris và ông Trump đã có cuộc tranh luận hấp dẫn và cân tài cân sức tại thành phố Philadelphia. Trong đó tâm điểm thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả truyền hình là một loạt vấn đề liên quan tới đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Theo giới quan sát và dư luận báo chí tại Mỹ, đây là một cuộc tranh luận hấp dẫn giữa hai ứng cử viên tổng thống và có thể sẽ trở thành một bước ngoặt của trạng nước rút trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ và cá nhân bà Kamala Harris đã nhận tin vui khi ca sĩ lừng danh Tyler Swift, người có hàng triệu khán giả hâm mộ tại Mỹ tuyên bố ủng hộ bà Harris trở thành tổng thống tiếp theo. Theo The Hill vừa qua, ông Robert F Kennedy Jr cảnh báo rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh mất sự ủng hộ của nhóm cử tri độc lập sau phiên tranh luận không mấy ấn tượng. Ông Kennedy nói với Fox News rằng, thật không may, ông Trump đã không giữ được sự tập trung. Ông ấy đã có cơ hội để thể hiện quan điểm chặt chẽ cho chức tổng thống nhưng không thể truyền tải một cách rõ ràng. Tôi nghĩ tỷ lệ ủng hộ của ông Trump sẽ sụt giảm trong các cuộc khảo sát tuần tới. Kết quả thăm dò nhanh của CNN chỉ ra rằng có 63% cử tri nghĩ bà Harris là người chiến thắng trong cuộc tranh luận, nhưng ông Kennedy cho rằng tỷ lệ này sai lệch khá nhiều và không phản ánh hoàn toàn suy nghĩ của người dân Mỹ. Ông Kennedy cho biết, tôi đang lắng nghe những phản hồi thực chất và ông Trump vẫn đang có lợi thế. Tuy vậy, ông Kennedy cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bà Harris đã có một phiên tranh luận tốt. Xuyên suốt hơn 90 phút tranh luận, cả hai ứng viên đều cố gắng đưa ra lập luận và bằng chứng để truyền tải thông điệp rõ ràng về lập trường chính sách bà harris một cựu công tố viên tỏ ra vô cùng bình tĩnh thường xuyên nhìn thẳng vào máy quay và thỉnh thoảng cười nhẹ cũng như lắc đầu khi ông trump đang phát biểu về phía ông trump ông đã thể hiện sức hút về kỹ năng diễn thuyết nhưng có đôi lần cựu tổng thống cũng tỏ ra mất bình tĩnh và hét lên khi trả lời câu hỏi cũng theo ông kennedy ông trump đã trình bày ổn về mặt chính sách của mình khi tranh luận nhưng lại bỏ lỡ cơ hội xoáy sâu vào những điểm yếu của chính quyền ông biden bà harris Ông Robert F. Kennedy Jr. hiện là một trong những đồng minh quan trọng của ông Trump trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng. Vào cuối tháng 8, cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử để chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Khoảng 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử và chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu sớm ở một số bang. Cuộc tranh luận là cơ hội hiếm hoi để các ứng viên Tổng thống thể hiện trước hàng chục triệu người xem truyền hình. Sáu nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa và ba cố vấn của ông Trump nghĩ rằng bà Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận chủ yếu là do ông Trump không thể giữ vững lập trường. Hai cố vấn của ông Trump tỏ ra nghi ngờ cuộc tranh luận sẽ làm thay đổi cuộc thăm dò ý kiến. Một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa than phiền về cuộc tranh luận của ông Donald Trump thừa nhận ông đã bị đối thủ là bà Kamala Harris chọc tức. Theo đó, nghị sĩ giấu tên này nói với Hill, tờ báo chuyên về Quốc hội Mỹ rằng Tôi rất buồn, bà Kamala Harris biết chính xác cần phải nói điều gì để chọc tức ông ấy. Tôi thất vọng khi ông ấy không thể điềm tĩnh như cuộc tranh luận trước. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris mới đây có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên tại thành phố Philadelphia, cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Hai bên trao đổi đầy căng thẳng về hàng loạt vấn đề như kinh tế, quyền phá thai, an ninh biên giới, người nhập cư, xung đột Ukraine và giải Gaza. Một nghị sĩ Cộng hòa khác tại Hạ viện cho biết nhiều người thất vọng vì ông Trump không thể giữ vững lập trường suốt cuộc tranh luận. Nghị sĩ này nói, bà Harris phát biểu như thể chúng tôi không biết gì về thực tế, nhưng lại làm rất tốt việc khiêu khích ông ấy. Ông Trump đúng về chính sách, nhưng không thể giữ vững thông điệp, đó không phải màn trình diễn tốt. Một nghị sĩ Cộng hòa nhận xét, hàng loạt cơ hội đã bị bỏ lỡ, màn tranh luận không phải thảm họa, nhưng cũng không tốt. Không chỉ vậy, đồng minh, nhà tài trợ cho ông Trump cũng tỏ ra ngán ngẩm về màn tranh luận. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh lớn của ông Trump, công khai chỉ trích màn tranh luận kém cỏi của ứng viên tổng thống là cơ hội bị bỏ lỡ. Ông cho rằng ông Trump đã không thể tập trung vào điều cần nói và không nhấn mạnh được những thành tựu đạt được trong thời gian làm tổng thống. Ông Chris Christie, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, nhận xét bà Harris đã được chuẩn bị cực kỳ tốt, trong khi ông Trump lại rõ ràng không. Ông Christie tuyên bố trên đài ABC rằng Bất kỳ ai chịu trách nhiệm giúp ông Trump chuẩn bị cho buổi tranh luận cần bị sa thải. Ông ta làm không tốt chút nào. Theo Reuters, ít nhất 6 nhà tài trợ và 3 cố vấn của ông Trump thừa nhận rằng bà Harris đã thắng thế trong hầu hết thời gian tranh luận vì ông Trump không thể phát đi thông điệp của mình. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát quy mô nhỏ với 10 cử tri chưa quyết định bầu ai, Reuters lại ghi nhận 6 người khẳng định sẽ bầu ông Trump hoặc ngả về ông chỉ ba người khẳng định sẽ ủng hộ bà Harris và người còn lại vẫn chưa ngả về bên nào. Về phần mình, ông Trump tuyên bố cuộc tranh luận đã cho thấy đảng Dân Chủ yếu kém đến mức nào, thảm hại ra sao và phơi bày những gì họ đang làm để hủy hoại đất nước, biên giới, ngoại thương và mọi thứ. Tôi nghĩ đó là một cuộc tranh luận tốt nhất từ trước đến nay của tôi. Tuy nhiên, ông không chắc chắn về khả năng tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai với bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ cho hay bây giờ bà ấy muốn tranh luận thêm lần nữa vì đã chịu đả kích nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có tiến hành thêm một cuộc tranh luận nữa hay không. Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã diễn ra hôm 10 tháng 9 vừa qua trên đài ABC News. Sau cuộc tranh luận có luồng ý kiến trên mạng xã hội cho rằng phó tổng thống đương nhiệm sử dụng một loại tai nghe công nghệ cao để được trợ lý nhắc bài nên mới lập luận và trả lời tự tin, trơn tru. Theo phân tích của nhà hoạt động cực hữu Laura Lomer Đôi hoa tai của bà Harris là tai nghe không dây Nova H1 được thiết kế trông giống như là hoa tai ngọc trai. Bài đăng của Lomer đã nhận được hơn 5,7 triệu lượt xem sau khoảng 24 giờ đăng tải. Đi sâu hơn thì một tài khoản cho rằng thứ mà bà Harris đeo là tai nghe được phát triển bởi Nova Audio E lần đầu tiên được ra mắt tại SES 2023. Ngoài ra thì hoa tai này có khả năng truyền âm thanh và hoạt động như một chiếc tai nghe kín đáo. Trang này đưa ra hình ảnh nhằm chứng minh lập luận nêu trên. Tuy nhiên tai nghe này trông không hề giống với hoa tai của bà Harris. Một bức ảnh chụp từ bài đánh giá sản phẩm gốc cho thấy tai nghe Nova H1 và hoa tai của bà Harris có sự khác nhau đáng kể. Đôi hoa tai bà Harris đeo có vẻ là sản phẩm ngọc trai của hãng Tiffany Co từ bộ sưu tập headwear. Bà Harris đã đeo đôi hoa tai này tại các sự kiện trước đây, bao gồm cả trong cuộc vận động ngày 6 tháng 8 tại Pennsylvania và buổi hòa nhạc Juneteenth tại Nhà Trắng vào mùa hè này. Trong các cuộc tranh luận tổng thống, ứng cử viên không được phép đeo tai nghe. Trong cuộc tranh luận của ABC, các ứng cử viên cũng không được phép mang theo ghi chú hoặc đạo cụ lên sân khấu. Dữ liệu của Google cho thấy các tìm kiếm về Nova H1 và Hoa tai Nova tăng đột biến vào sau cuộc tranh luận. Đôi hoa tai này được quảng cáo trên chiến dịch Kickstarter là tai nghe kẹp đầu tiên trên hành tinh và những người sáng tạo ra chúng cho biết công nghệ này được đặt trong những viên ngọc trai thật cài trên giái tai để truyền âm thanh vào ống tai bằng micro cao cấp tích hợp. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro, tức khoảng 82,5 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng vào năm 2025. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, Berlin sẽ phân bổ 53,25 tỷ euro cho năm sau, tăng 1,3 tỷ euro, dù ít hơn so với yêu cầu của ông. Ngoài ra, Nước này còn sử dụng một quỹ đặc biệt trị giá 22 tỷ euro vào năm 2025. Do đó, Đức sẽ chi hơn 75 tỷ euro cho an ninh và quốc phòng. Trong năm nay, lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Đức sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông cũng lưu ý rằng trong tương lai, Berlin sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng mạnh hơn. Bộ trưởng Pistorius trước đó cho hay đến năm 2028 Ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng lên khoảng 80 tỷ euro, tương đương với 86,7 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử nước này. Ông Quirius nhấn mạnh, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng minh lớn nhất của NATO ở châu Âu, Đức có trách nhiệm đặc biệt và vẫn đang thực hiện trách nhiệm của nước này. Do đó, các quan chức quân sự hàng đầu của Đức đã cảnh báo rằng cần có thêm kinh phí ngay lập tức để quân đội Đức có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 năm tới để ứng phó với những mối đe dọa an ninh phức tạp hiện nay tại châu Âu. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 tại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 23 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh quân sự này về việc phân bổ ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Theo ông Stoltenberg, con số trên tăng mạnh so với mức dưới 10 quốc gia ở thời điểm cách đây 5 năm. Tính cả châu Âu và Canada, các đồng minh trong NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18% trong năm nay đó là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, NATO đang đối mặt với một trong những thời điểm phức tạp nhất đối với châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và NATO sẽ bảo vệ lãnh thổ và tiếp tục tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của khối quân sự này. Trong năm qua, quan chức một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm nay và điều chỉnh cam kết an ninh với đồng minh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu yêu cầu họ san sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong NATO và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2021, ông từng cho rằng các đồng minh NATO phải trả tiền cho Mỹ nếu muốn tiếp tục được bảo vệ. Trong các thông điệp vận động tranh cử, ông Trump còn cảnh báo bỏ mặc những thành viên nào trong NATO không đạt cam kết dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng ở Minsk năm 2015 và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Belarus một năm sau đó. Polonez là hệ thống phóng rocket đa nòng độc đáo do Belarus sản xuất, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nơi tập trung binh lực, xe thiết giáp, sở chỉ huy, kho đạn dược, sân bay của đối phương. Nga rất muốn có loại pháo phản lực này nhưng không dễ để Minsk cung cấp vũ khí này cho Moscow. Theo South China Morning Post, SCMP, Belarus có thể cung cấp pháo phản lực phóng loạt MLRS Polonez cho quân đội Nga, nhưng việc này cần sự cho phép từ phía Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km nhờ tên lửa dẫn đường công nghệ cao. Một loại vũ khí như vậy theo nhận xét sẽ rất hữu ích đối với quân đội Nga trên chiến trường để tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng Minsk không thể chuyển giao chúng cho Moscow. Vấn đề nằm ở chỗ Polonez MLRS sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất. Điều đó có nghĩa là việc chuyển giao phải có sự cho phép từ Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ vì họ không muốn hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ với phương Tây. Theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào liên quan đến tổ hợp vũ khí này đều phải có sự chấp thuận của Trung Quốc. Chính vì vậy, mặc dù mới đây Belarus đã phải trưng dụng xe tăng thiết giáp, pháo binh từ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực chiến của mình để giao cho Nga, nhưng hệ thống Polonez vẫn nằm ngoài danh sách trên. Điều đáng chú ý là chủ đề về khả năng chuyển giao tổ hợp Polonez MLRS cho Nga đã hơn một lần được nêu ra, đặc biệt là sau khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. MLRS Polonez bắn tên lửa cỡ nòng 301mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polones được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km đối với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polones M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh mạnh 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45m khi bắn ở tầm bắn tối đa, mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ khoảng 1,5 đến 10m. Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50km, và 120 km đối với Polones M. Các bệ phóng của Polones mang theo 8 tên lửa mỗi chiếc và toàn bộ loạt đạn có thể được phóng đi trong vòng 50 giây. Chỉ mất khoảng 8 phút để chuẩn bị toàn bộ hệ thống và chưa đầy 2 phút để chuẩn bị phóng tên lửa. Việc nạp đạn lại mất khoảng 20 phút và có thể thực hiện bằng phương tiện vận chuyển nạp đạn có trang bị cần cầu. Mới đây, một máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã biến mất gần Sevastopol. Các nguồn tin chuyên giám sát hoạt động của hàng không Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-30SM biến mất trên biển Đen vào khoảng 23 giờ 40 phút. Vụ việc trên xảy ra sau khi tên lửa KH-31P được phóng qua Odessa. Su-30SM của Không quân Nga đã bắn 4 trong số 6 tên lửa có sẵn, sau đó biến mất khỏi màn hình radar. Chiếc tiêm kích này đóng tại sân bay ở Krimsk thuộc vùng Krasnodar. Hiện tại, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại nơi phương tiện mất tích cách cảng Zalizny 63 km. Các nhà phân tích cho biết không có thông tin gì về hai thành viên phi hành đoàn, có khả năng cả hai đều thiệt mạng. Theo nguồn tin của ấn phẩm Kremlin Win, các trực thăng Mi-8 và K-27 từ sân bay thuộc quyền quản lý của hạm đội Biển Đen Liên bang Nga ở Kacha đã tham gia chiến dịch tìm kiếm. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tuyên bố đã bắn rơi một tiêm kích Su-30SM của Nga. Theo báo cáo, chiếc Su-30SM đã bị phá hủy bởi một hệ thống phòng không vác vai. Tiêm kích này thuộc biên chế Trung đoàn Không quân Hải quân Độc lập số 43 của lực lượng không gian vũ trụ Nga đóng tại căn cứ không quân Saki ở Crimea. Theo Kiev Independent, giá thành mỗi chiếc Su-30SM này vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Ukraine cũng đăng một bức ảnh nói rằng ghi lại cảnh nước này ngắm bắn vào tiêm kích. Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng đã được biên chế trong quân đội Nga từ đầu những năm 2010 và sử dụng tích cực trong nhiều hoạt động tác chiến khác nhau. Chiếc tiêm kích được tích hợp nhiều thiết bị điện tử, vũ khí hàng không hiện đại, có khả năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tác chiến trên không và tấn công đa dạng các mục tiêu mặt đất, trên không, mặt nước. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất hiện nay đó là một số kênh thông tin Ukraine cho biết nguyên nhân thực tế dẫn tới thảm họa với tiêm kích Su-30SM của Nga là do một chiếc F-16 cất cánh từ Odessa, nó đã hạ gục đối phương với một tên lửa AIM-120 AMRAAM. Trước đó, theo trang The Eurasian Times, truyền thông Nga đưa tin rằng các phi công lái tiêm kích Su-30 đã phát triển các chiến thuật chuyên biệt để chống lại máy bay chiến đấu F-16 mà các nước phương Tây chuyển tới cho Ukraine. Phi công Nga tin rằng F-16 không gây ra mối đe dọa đáng kể trong các tình huống chiến đấu. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc điểm khí động học của F-16. Một phi công lái Su-30SM nói, "Nhưng máy bay đó sẽ xuất hiện và chẳng có gì đáng ngại. F-16 sẽ trở thành mục tiêu mới, chúng tôi thậm chí đang chờ đợi chúng xuất hiện." Các phi công Nga tự tin vào khả năng đối đầu F-16 trong các trận không chiến tầm gần, họ có thể khai thác điểm yếu của tiêm kích này và giành được lợi thế. Viên phi công trên nói, "Nhìn chung, đặc tính khí động học của tiêm kích F-16 không thay đổi, nó vẫn là máy bay một động cơ. Chúng tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của máy bay và khi chúng tôi đối đầu F-16 trong không chiến tầm gần, chúng tôi sẽ đẩy nó vào thế bị áp đảo hoàn toàn. Dù Ukraine có thể sẽ sử dụng chiến thuật đánh lửa và phục kích từ F-16, nhưng các phi công Nga vẫn tự tin rằng máy bay của họ vẫn vượt trội hơn F-16 về khả năng cơ động, vũ khí và hệ thống nhắm mục tiêu. Khi các lực lượng của Ukraine tiến hành cuộc phản công ở phía Nam vào giữa năm ngoái, lữ đoàn cơ giới số 47 đã tiến vào tiền tuyến, chật vật vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga bằng xe già phá mìn hạng nặng Leopard 2R cũ của Phần Lan, xe tăng Leopard 2A6 cũ của châu Âu và phương tiện chiến đấu bộ binh M2 cũ của Mỹ. Đây là một cuộc phản công hao người tốn của của lữ đoàn cơ giới số 47 Tinh nhuệ được NATO huấn luyện. Trong nhiều tháng tấn công khó khăn, lữ đoàn đã mất gần như toàn bộ Leopard 2R, một số xe tăng Leopard 2A6 và hàng chục chiếc M2 đó là chưa kể đến tổn thất về binh sĩ của lữ đoàn. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh gian khổ đó không giúp lữ đoàn 47 đạt được đột phá. Vào đầu tháng 9 năm 2024, lữ đoàn 47 cuối cùng đã rời tiền tuyến ở Donetsk và được triển khai đến Pavlograd, một nơi tương đối an toàn cách Pokrovsk 96 km về phía Tây. Tại đây, lữ đoàn cơ giới 47 dường như đang tuyển quân mới, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng trong xung đột. Có lẽ quan trọng nhất là chuẩn bị tiếp nhận các phương tiện M2 mới từ Mỹ. M2 là thiết giáp bánh xích nặng 33 tấn, có thể chở tối đa 10 người, gồm 3 thành viên kiếp lái và 7 lính bộ binh, được trang bị pháo cơ động 25mm mạnh mẽ, cùng tên lửa chống tăng TOV kép và giáp phản ứng để tăng cường khả năng bảo vệ. Theo thống kê của Force, tới nay, Mỹ đã gửi cho Ukraine 300 chiếc M2. Mỹ vẫn còn hàng nghìn chiếc thiết giáp loại này trong các kho vũ khí. Lữ đoàn cơ giới số 47 đã và đang rất cần xe chiến đấu mới. Điều đó cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các phương tiện quân sự trong biên chế của Ukraine. Trong số tất cả các loại xe chiến đấu mà Ukraine nhận được từ các đồng minh của họ trong 30 tháng giao tranh với Nga, M2 với khả năng cơ động, bảo vệ và hỏa lực có thể là phương tiện họ yêu thích nhất. Một chỉ huy M2 Bradley giàu kinh nghiệm chia sẻ, M2 hoạt động như một chiếc đồng hồ. Lữ đoàn cơ giới số 47 là đơn vị Ukraine duy nhất vận hành phương tiện M2 để phát huy đầy đủ sức mạnh, lữ đoàn này lẽ ra cần có khoảng 100 xe Bradley cho 3 tiểu đoàn. Chính vì có M2 mà Bộ Tổng tham mưu của Kiev vẫn tiếp tục điều động lữ đoàn cơ giới số 47 làm nhiệm vụ. Ông Brandon Wackert, một nhà phân tích quân sự trên tạp chí National Interest, từng cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine, nhưng trên thực tế họ lại gửi vũ khí cũ và lỗi thời đến nước này trong suốt 2 năm kể từ khi xảy ra xung đột với Nga. Theo tạp chí National Interest, Ukraine đã trở thành bãi chứa vũ khí cũ của NATO và trang thiết bị được cung cấp cho nước này chẳng khác gì đồ bỏ đi. Mới đây nhất, báo cáo được Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh NAO công bố vừa qua cho thấy, Bộ Quốc phòng Anh ưu tiên chuyển giao những vật tư quân sự cũ thuộc diện sắp bị vứt bỏ hoặc thay thế cho Ukraine sau khi xung đột nổ ra. Theo NAO, lượng thiết bị và vật tư quân sự rút khỏi kho của Anh để chuyển tới Ukraine, trị giá khoảng 224,5 triệu đô la Mỹ. Trong số này, có 17.000 đôi giày quân dụng thuộc diện gần hết hạn sử dụng và sẽ bị vứt ra bãi rác nếu không bán được dưới dạng trang bị dư thừa. NAO cho biết, những loại vật tư quân sự như vậy thường bị vứt bỏ hoặc thay thế, nhưng Bộ Quốc phòng Anh cho rằng viện trợ chúng mang lại giá trị trực tiếp cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, NAO cũng khẳng định số vật tư quân sự cũ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng viện trợ cho Ukraine, với 3 phần tư số hàng được bàn giao trong năm đầu xung đột. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến chi khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ để thay thế các thiết bị cũ đã viện trợ cho Ukraine. Pháp cũng đã từng cung cấp cho Ukraine xe bọc thép AMX-10RC, hay còn gọi là xe tăng bọc thép hạng nhẹ. Tuy nhiên, nguồn gốc của loại xe tăng này có từ đầu những năm 1980 và lần nâng cấp cuối cùng vào năm 2000. Quân đội Pháp bắt đầu ngừng hoạt động những chiếc xe tăng này vào năm 2021 và bắt đầu chuyển giao cho Ukraine vào năm 2022. Khi lực lượng Ukraine bắt đầu triển khai loại vũ khí này trên chiến tuyến, họ lập tức nhận thấy những thiết bị như vậy không phù hợp cho tác chiến hiện đại. Kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 năm 2022, cả Nga và Ukraine đều tiêu hao đáng kể cả về nhân lực cũng như trang thiết bị chiến đấu. Các quan chức Nga nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột và sẽ không đem lại được kết quả gì. Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng. Đài ABC News trích dẫn từ một số nguồn tin của nga và Ukraine cũng như nhiều nhà phân tích quân sự độc lập, nga dường như đã bắt đầu một cuộc phản công lớn đầu tiên nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk sau hơn một tháng Ukraine bất ngờ tập kích xuyên biên giới. Theo các nhà phân tích, lực lượng nga nhiều khả năng đã đạt được một số thành công, tái kiểm soát một số khu vực và xâm nhập vào các phòng tuyến của Ukraine ở Kursk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ phân tích quân đội Nga đã tiến hành các cuộc phản công dọc theo cánh phía tây của lực lượng Ukraine tại vùng Kursk và được cho là đã giành lại được một số khu định cư ở phía đông bắc và phía nam Korenevo vào ngày 10 và 11 tháng 9. Báo cáo viết quy mô, phạm vi và triển vọng tiềm năng của các cuộc phản công tại khu vực Kursk hiện vẫn chưa rõ ràng và tình hình vẫn còn bất ổn tại thời điểm này. Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về các cuộc phản công tiếp theo của Nga và ISVK sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Vài đoạn video do các blogger quân sự đăng tải cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Nga tấn công về phía làng Snagost. Một video khác dường như cho thấy binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh. Báo cáo cáo đoạn bằng chứng trực quan có sẵn cho thấy lực lượng Nga phản công ở khu vực Kursk đang hoạt động theo những đơn vị cấp đại đội và có thể sử dụng thành phần của các đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để thực hiện phản công. Moscow có thể có ý định tạm thời cắt đứt bước tiến của Ukraine ở khu vực Kursk trước khi phát động một chiến dịch mang tính quyết định có tổ chức và được trang bị tốt để đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ nga các nhà phân tích cho biết lực lượng nga hiện đang tiến hành các cuộc phản công dọc theo rìa phía tây của lực lượng ukraine một khu vực chủ yếu bao gồm các cánh đồng và thị trấn nhỏ tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng moscow đang cố gắng giành được nhiều lợi thế chiến thuật hơn trong các cuộc phản công ban đầu này trước khi phát động một cuộc phản công tổng lực chống lại lực lượng kiev đang hoạt động ở phía đông bắc korenevo và gần Suza. Báo cáo cũng cho rằng lực lượng Nga có thể có ý định cắt đứt điểm nhô ra của Ukraine và tiến về phía biên giới phía đông nam Snagost để làm phức tạp các tuyến đường hậu cần hiện có của AFU và các vị trí hỗ trợ hỏa lực gần biên giới trước khi tiến hành một cuộc phản công lớn. Cùng lúc này, theo thông báo từ thống đốc tỉnh Zaporizhia Jephen Balitsky, lữ đoàn tấn công từ tỉnh này đã được cử đến tỉnh Kursk để tham gia thực hiện nhiệm vụ phản công ở Kursk. Thống đốc Balitsky viết trên kênh Telegram của ông rằng lữ đoàn tấn công thứ tư từ tỉnh Zaporizhia đã xuất phát để cung cấp sự hỗ trợ chiến đấu tại các vị trí ở tỉnh Kursk. Thống đốc cũng đã giao cho Quỹ hỗ trợ an ninh và quốc phòng mang tên PA Sudoplatov trợ giúp cho đơn vị tấn công này chuyển giao tất cả các trang thiết bị cần thiết để thực hiện trinh sát trên không và cảm ơn các quân nhân vì sự dũng cảm của họ. Cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ, Scott Ritter cho biết khi Mỹ và Anh chấp thuận các mục tiêu để Ukraine tấn công trên lãnh thổ Nga, đồng nghĩa với việc hai nước này đang tấn công Nga. Chuyên gia Mỹ nhấn mạnh, động thái trên có nghĩa là Mỹ và Anh thực sự đang tấn công Nga. Tôi tin rằng đây là một sự gia tăng căng thẳng không thể chấp nhận được và nó đòi hỏi phải có phản ứng của Nga. Theo ông, phương Tây đang lợi dụng Ukraine làm vỏ bọc để tiến hành các cuộc tấn công chiến lược vào Nga, đồng thời đánh giá năng lực của Moscow. Ông Ritter nói thêm, đối với tôi có vẻ như Mỹ không đủ khả năng để thực hiện một hành động như vậy, bởi vì đây là một chiến lược mạo hiểm, nếu mắc sai lầm, đồng nghĩa với thiệt hại của chính quốc gia. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ lưu ý, Mỹ và Anh đang cố gắng áp đặt các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Được biết, kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm vận động các đồng minh phương Tây cấp phép sử dụng không giới hạn tên lửa tầm xa đã không thành hiện thực. Theo tờ Financial Times, Lầu Năm Góc và cơ quan tình báo cảnh báo Nhà Trắng không cho phép Kiev sử dụng tên lửa Atak MS và một số loại vũ khí tầm xa khác để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đại diện Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết quan điểm của London về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow bên ngoài khu vực giao tranh không thay đổi. Bộ Ngoại giao Anh gọi việc các phương tiện truyền thông đưa tin về việc dỡ bỏ mọi hạn chế về tầm bắn của vũ khí là không đáng tin cậy. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia quân sự, kể cả khi yêu cầu bị trì hoãn việc phương Tây cho phép Ukraine dùng tên lửa tấn công không giới hạn các mục tiêu của Nga chỉ còn là vấn đề thời gian khi mọi bước đi chuẩn bị đã diễn ra. Trong khi đó, Kiev cho biết rằng sẽ cần thêm hàng trăm tỷ đô la Mỹ để đạt được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại. Tuy nhiên, phương Tây không thể cam kết về điều này. Chính vì vậy, các bộ trưởng ngoại giao phương Tây muốn hiểu điều gì có thể được coi là một chiến thắng, cũng như liệu Tổng thống Zelensky có kế hoạch tin cậy để đạt được mục tiêu hay không. Mặt khác, Hồi đầu tháng 9, Nga cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây không nên vượt làn danh đỏ của Moscow liên quan khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi đó cảnh báo Mỹ cần hiểu rõ rằng bất kỳ quyết định nào về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đều vượt qua làn danh đỏ của Moscow và có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Lavrov nói rằng Mỹ nên hiểu rõ làn danh đỏ của Nga và Washington biết rất rõ chúng nằm ở đâu tuy nhiên ngoại trưởng lavrov vẫn tin tưởng rằng tại washington vẫn còn những người biết suy nghĩ có tầm ảnh hưởng đáng kể và biết xét tới lợi ích của mỹ để đưa ra quyết định phù hợp liên quan vấn đề ukraine